cô Trinh ở Trà Vinh đó nhưng cô đã vượt biên ra nước ngoài đó cô cũng bày tỏ nỗi lòng như ý kiến của cô là đến đây nhờ chú kết nối cho tôi cùng với cô Trinh ở Trà Vinh cô Trinh mong, mong cô ở ngoài mà có tìm hiểu được clip này nếu cô thấy được niềm tin thì hãy đón nhận cùng tôi cùng bên nhau cùng ăn cùng ở cùng làm mới có niềm vui hạnh phúc bên nhau à, nhất gái lớn hai nhì trai lớn một em 61 anh 59 anh là Bính Ngọ đó sự thật đó anh thấy cái hòa hợp giữa cái tiếng nói và cái cử chỉ con người có đạo đức nên anh ghi nhận mãi mãi bên em suốt đời và có chánh quyền chứng nhận anh em chứng nhận dòng họ phải có đám tuyệt nhỏ lớn gì cũng phải có một đám nhỏ để là cho anh em dòng họ ghi nhận mãi mãi bên nhau mình mong em thông cảm nếu có nghĩa tình ghi nhận cùng bên anh thì hãy về bên anh anh rất cảm ơn mình chúng sống bên nhau hạnh phúc bên nhau chăm chút bên nhau đời đời bên nhau em ơi anh nói bằng sự thật anh cũng bày tỏ hết nỗi lòng như vậy đó nếu em thấy được đón nhận thì hãy cùng anh về cùng anh để mình cùng cùng chung sống bên nhau ha em trinh tại giờ không có nhà chỉ đi làm bảo vệ để nuôi cuộc sống bản thân thôi mình muốn chọn đó, cô đó có nhà rồi mình cùng bên nhau tôi thích cái nghề buôn bán và à, chăn nuôi nha nếu cô đó thật sự mà có nhà có cửa có nơi có chỗ đó thì mình về cùng chung sống bên nhau nếu mà người đó không có nhà <laughs> nếu người nhà thì nó ngay bởi vì mình không có nhà hết rồi đâu có sống đâu được đâu biết không mình phải có 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 cô đó phải có nhà có cửa rồi mình cùng về bên cô đó để mình tạo dựng thôi thế nào tôi nói bằng sự thiệt hữu cảnh kết nối mến chào cô chú và anh chị thì hôm nay hữu cảnh có nhận được số điện thoại của anh trung và anh Trung hôm nay cũng đã đến nhà của Hữu Cảnh để nhờ Hữu Cảnh tìm cho anh một nỗi mảnh ghép vui thương Thì giờ đây cảnh mời cô chú và khán giả cùng theo cảnh để nghe anh Trung tâm chữ ha Dạ, xin anh chào, chào anh Trung Hữu ha. Cảnh Dạ, anh như vậy Rồi, trước tiên anh giới thiệu về bản thân anh ha Anh năm nay được bao nhiêu tuổi và dạ, anh đến từ đâu hả anh Trung à, Trước tiên tôi tên Trần Việt Trung, quê ở Bạc Liêu năm nay là 58 tuổi năm 59 tuổi tuổi bính ngọ thì hôm nay ngày lành tháng tốt tìm đến gia đình chú cảnh nhờ chú cảnh kết nối yêu thương mong chú cảnh giúp đỡ dùm và kết nối dùm tôi cảm ơn anh trung cho em biết tình trạng hôn nhân của anh sao nè anh trung à, nói ngay tình trạng hôn nhân thì đã ly hôn nhau là 5 năm rồi có giấy quyết định ăn hồi dạ hồi đó mình sống chung với bà xã mình được mấy người con này năm à, đứa con bốn trai một gái chú bốn trai một gái ừ. hiện tại giờ đang sống với ai đó anh à mà hiện tại giờ có đôi có bạn tư viên hết rồi có gia đình hết cuộc sống uh, cũng vui vẻ và các khỏe hết có gia đình riêng tư hết dạ. rồi hiện giờ anh cho em biết là uh, công việc của mình uh, mình làm là gì nó ngay hồ uh, uh, thôi vợ đến uh, nay thì tôi đi làm bảo vệ chú À, mình mần đó là thu nhập ổn không rồi, à? nó ngay cũng uh, sống được nuôi bản thân được làm tháng cũng 9 triệu làm uh, siêu thị điện máy uh, nội thất á ở Bình Dương á chú. Dạ. rồi uh, mình uh, quê của mình đó mình có nhà chứ không anh cho? À, nó ngay ngày trước á thì uh, có nhà Bây Giờ có đất nhiều lắm nhưng sau đó làm ăn thất bại. Dạ. giờ ừ. mình hiện tại giờ mình không có nhà ha. hiện tại giờ không có nhà chỉ đi uh, làm bảo vệ để nuôi cuộc sống bản thân thôi. Dạ. À, đến đây nhờ chú kết nối yêu thương phản đời còn lại đó sau này đó khi tuổi mình đã xế chiều rồi mình suy nghĩ cũng lớn tuổi rồi phải tìm một người sự thật yêu thương bên nhau đó chú để sống đời mãi mãi có nhau đó. Dạ mình chia ừ. tay bà xã mấy năm vậy suốt mấy năm nay mình có quen thêm được một người nào nữa không? À, nói ngay đi làm bảo vệ thì cũng có nhiều người đón nhận nhưng mình không có nhận được bởi vì không có lên cộng đồng đó chú không có giấy tờ nên mình không có đón nhận được lên đây nè nhà chú cũng có ra mặt chánh quyền đâu đó gõ gàng cụ thể tôi mới dám lên mới dám thương đó chú tôi của, cũng có lướt lên kinh của chú nè tôi thấy cô cô Trinh ở trà Vinh đó nhưng cô đã vượt biên ra nước ngoài đó cô cũng bày tỏ nỗi lòng như ý kiến của cô là tôi hòa đồng cái tiếng nói nghĩa tình ghi nhận đó chú tôi đến đây nhờ chú kết nối cho tôi cùng với cô Trinh ở Trà Vinh cô đó là năm nay là 61 tuổi đó sinh năm 1963 đó tôi cũng nói thiệt trong giấy tờ tôi thì sinh năm 1963 nhưng tuổi thật tôi thì tuổi Bính Ngọ năm nay là 59 tuổi cũng hòa hợp về cái lứa tuổi và cái tiếng nói của cô đó tôi thích là cái, cái cái ý kiến của cô ấy, và cái lý tưởng của tôi sau này gặp một người chung nhân sự thật như vậy thì nhà chú kết nối nếu mà cô sự thật thì đón nhận tôi thì tôi xin ghi mãi mãi bên nhau và hạnh phúc bên nhau. Rồi nếu mà video này mà những người xem video của anh Trung nè, người ta thấy mến anh Trung, người ta xin số điện rồi anh Trung có cho không? À, nói ngay trước tiên thì kết nối thì tôi hòa hợp và tiếng nói cùng với tôi và chị có cô cô trinh thôi còn nếu mà cô trinh mà nếu mà không có hòa hợp được nghĩa tình bên nhau mà cô nào thấy được cái niềm tin mà hạnh phúc bên nhau thì à, trinh lên đây để ghi hình cho chú đó và yeah. muốn kết nối thì chú cho số điện gọi điện cùng với tôi để kết nối Chứ trước tiên thì tôi ghi nhận cô trinh vừa có nghị lực và có đầy đủ lý trí và nói chuyện giữa phân tách gọn gàng tôi thích cô và hòa đồng tiếng nói cùng với tôi là trung nhân sự thật tôi đón nhận mong được. mong cô ở ngoài mà có tìm hiểu được clip này và hiểu biết nó ngay anh cũng có lên nhiều kinh nhưng không hòa hợp được cái tiếng nói và cái cái lứa tuổi đó nên nhờ chú kết nối dùm câu Trinh nhà tôi tôi rất cảm ơn bây giờ tôi cũng bày tỏ với cô thiệt tôi cũng lên nhiều kinh rồi nhưng bày tỏ rồi nhưng mà kinh cũng kết cho tôi nhưng mà cao quá rồi lớn tuổi quá rồi thấp quá tôi không 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 nhất trí chỉ, chỉ là cô sự thật thì tôi biết cô là lớn tôi hai tuổi là đâu đó rất tốt nhưng, nhất gái lớn hai nhị trai lớn một đó con nhưng nghĩa tình thì cũng quê hương con bày tỏ hết rồi sau này gặp gỡ thì về quê hương cùng sống bên nhau gì đó tôi thích cô nếu cô thấy được niềm tin thì hãy đón nhận cùng tôi cùng bên nhau nó ngay tôi tôi vợ ra thì cũng 5 năm rồi cũng đi làm bảo vệ đó nó ngay cuộc đời thì cũng đã chuẩn rồi đã biết rồi đã hiểu biết hết rồi anh nói thiệt anh là cũng trải qua một trường lớp rồi cái gì những cái tiêu chí cái gì cô nói ra thì tôi nhất trí và hòa đồng tiếng nói nên hôm nay tôi quyết định đến đây để kết nối cùng với cô nếu cô chấp nhận thì hãy về đây cùng với tôi gặp gỡ để mình à, chung sống bên nhau khi tuổi già bệnh hoạn có nhau rồi trước tiên là anh đến với chương trình của em mà anh chung anh có thông qua ý kiến của con của anh không à, nói ngay con tôi thì nhất trí hết bởi vì có đôi có bạn hết rồi có nhà có cửa hết, tôi chỉ lo bản thân thôi, chỉ tìm một người chung nhân, một người nào sự thật yêu thương mãi bên nhau thôi, chứ không còn những bạn con nữa. Dạ. rồi hiện tại giờ là anh Chung không có nhà đó gì hết trơn đúng không? À đúng rồi. rồi anh kiếm một người nào đó nếu mà có nhà có cửa đầy đủ á, dạ. thì anh về đó anh phụ người ta đúng không? Đúng rồi. cùng ăn cùng ở cùng làm mới có niềm vui hạnh phúc bên nhau. Dạ rồi giả tỷ mà em giả tỷ thôi em ừ. giả tỷ sau này không may mà anh với chị chích mà không thành á ừ. thì cái người khác mà muốn đến với anh á người ta không có nhà làm sao anh à, nói ngay bị gì mình không có nhà mình muốn chọn cái cô đó có nhà rồi mình cùng bên nhau tôi thích cái nghề buôn bán và à, chăn nuôi nha nếu cô đó thật sự mà có nhà có cửa có nơi có chỗ đó thì mình về cùng chung sống bên nhau trọn đời bên nhau nếu mà cô đó hay là cô trinh thương tôi thì phải có tránh mặt có giấy tờ tránh quyền chứng nhận anh em hai bên chứng nhận có gàng cụ thể tôi mới nhất trí phải có giấy kết hôn đàng hoàng cuộc đời mãi mãi bên nhau nếu mà người đó không có nhà <laughs> nếu người nhà thì nó ngay bởi vì mình nóng nhà hết rồi đâu có sống đâu được đâu biết không mình phải có 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 cô đó phải có nhà có cửa rồi mình cùng về bên cô đó để mình tạo dựng thôi thế nào tôi nói bằng sự thiệt dạ yeah. thì... mà trước tiên thì anh cũng ghi nhận chỉ là cô trinh bởi vì cô mạnh mẽ mạ và nói lên dứt pháp rõ ràng cái cái gương mặt cô tôi thấy có cảm tình và có ghi nhận bên nhau đời đời bên nhau dạ. Yeah. tôi thì nói ngay tôi cũng nói như cô như thế này cô cũng tỏ bài lên là à, bên nội của cô là họ trần ha dạ rồi cô là cũng biết là ba thứ tiếng nhưng mà tôi cũng nói thiệt tôi cũng là ý như là bên cô gì đó bởi vì bên nội tôi là người chệt bên ngoại thì người miên nhưng bà nội thì người việt tôi dạ. cũng nói thiệt đây nè tôi tóc quắn à, tôi thích những người người miên tôi thích không 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 tôi nói thiệt. không đừng, đừng, không được dạ. không anh mình ý tưởng mình như vậy đó mình thích nó hòa hợp gì đó chú không được không đúng dạ. anh phải nói anh thích người Khmer. Dạ, dạ đúng rồi, chứ không có dùng cái từ miên đâu đây nha. <laughs> đúng rồi, đúng rồi. Dạ. <laughs> mình tin thiệt mình nói thiệt, người Khmer. Ở bởi trên vì bên Camp ngoài Campuchia. B... Dạ thì bên... mình nói à, tôi ở trên Campuchia, dạ, tôi dạ, thích dạ, người dạ. Campuchia, còn dạ. ở Trà Vinh ở dạ. Việt Nam á dạ, dạ. thì tôi thích người dân tộc dạ. Uh, Khmer. Dạ, dạ người thiệt ha. tình, dạ người Khmer thiệt nói tình. Nói ngay mình cũng nói hơi thiệt, chứ đúng ra thì người Khmer mới đúng, đúng không? Đúng, bởi đúng. vì bên ngoài tôi là người Khmer. Họ Dương còn tôi là họ Trần, bên nội tôi là bà nội tôi là họ Nguyễn. Yeah. Nói ngay tôi cũng ba chồng máu đó. <laughs> tôi cũng nói thiệt với cô, cái, gì cái đó cái cô từ nó, nó nó Dạ dạ, nó dạ nó hơi nặng nha. Dạ dạ. Không ai nó, thích cái từ đó hết. Đúng rồi, mình nói người dân tộc, tôi nói hơi yeah. <laughs> thiệt tình. Tôi thấy cô cũng bày tỏ thiệt tình như sao à, hoàn cảnh vợ chồng sao cô hai đời rồi, nó cô cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng lớn tuổi rồi. Nói ngay hồi nhỏ tới lớn thì tôi có có một đời một thôi tuy ra thì cũng có nhiều người đón nhận nhưng tôi không có nhận được bởi vì không lên cộng đồng mạng đó em 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 chinh phải lên cộng đồng mạng mới chính xác có giấy tờ có quyết định đàng hoàng chú à, hoàn cảnh này cũng có có giấy tôi rồi quyết định đâu rõ ràng cụ thể nên hôm nay á, là anh quyết định đến đây để tìm em nếu phải duyên phải nợ thì em hãy về cùng với anh để chung sống mãi mãi bên nhau suốt cả cuộc đời này anh xin nữa và dạ, ra có ra chánh quyền địa phương anh em chứng nhận gõ gàng có giấy kết hôn đàng hoàng anh mới nhất trí đó là anh đã quyết nó ngay đổ đường xuống đây là anh đang làm bảo vệ đó mà anh đi đó dạ. ừ. rồi anh cho nói... anh, em được biết chiều cao và cân nặng của anh, à, anh nói ngay à, anh thì sáu mươi kg chiều cao thì 1 mét 6 60 dốc người nè anh đứng lên à, không bụng phải nha dạ. không có bụng phải do người dạ. Do ừ. người không có bụng phệ mình từ liên lạc giờ không. có bệnh nền không anh chú không không có bệnh sức khỏe đầy đủ à. tôi thích những người mà lớn người á có đầy đủ sức khỏe tôi thích những người đó người nhỏ, quá ốm yếu quá tôi không không thích không cao nào tôi không nói sự thiệt tấm lòng mình ước ao sao ai chê lớn cho tôi là thích lớn nhưng thích người lớn nhưng mà nghe cái tiêu chí thì em này chắc em trên này hơi hơi nhỏ hơn anh lùng anh nhưng nặng ký hơn anh chế luôn anh anh thì một thứ sáu sáu mươi đó, dạ. ừ, sức nặng thì sáu mươi hai ký, trình độ văn hóa thì lớp chín trên mười hai. Rồi, bây giờ anh nó anh có đi là... giúp bạn Campuchia và anh đi đến đâu cũng tốt hết, đầy đủ lý lịch, hồ sơ đầy đủ. Ừ. Anh khuyết. không có tiền án tiền sự gì hết, bị lý lịch tốt nên công an nên con à, út mới đi công an. À. Ừ, rồi bây giờ nè anh có ý định mà sau này mà về bên mỹ với chị trinh không ừ, không nghe cái tiêu chí thì nói ngay thì cô cũng nói là nếu về đây mà cùng sống bên nhau thì về cùng quê ai à, cùng quê tôi hay là mình có chỗ nào đó à, mình à, chăm chút bên nhau à, nhà cửa rồi mình chăn nuôi hay là buôn bán gì chút đỉnh đó cô em dạ yeah. cái điều à, em nói ra đó em trinh thì anh đồng ý và nhất trí theo cái lời đó bây giờ không có cái ở chợ thì nó <laughs> ồn hào lắm, về địa phương rồi mình chung sống với nhau, hạnh phúc bên nhau, chăm chút bên nhau đời đời bên nhau em ơi. Anh nói bằng sự thật. Cái gì cũng nếu mình kết quả với nhau nghĩa tình bên nhau thì phải có chính quyền địa phương chứng nhận và anh em hai bên chứng nhận anh mới nhất trí. Phần đó. Cái gì cũng là của mình đi, làm chính xác hơn. Dạ. Ừ. Rồi. Bây giờ anh còn điều gì mà mình bày tỏ không? thì anh cũng bày tỏ hết nỗi lòng như vậy đó nếu em thấy được đón nhận thì hãy cùng anh về cùng anh để mình cùng cùng chung sống bên nhau ha em Trinh dạ. thì nãy giờ những những gì anh đã nói ra có Đi... ai chỉ anh không không bằng cái lương tâm mình bằng cái lý trí mình sự thật mình phát biểu ra dạ ừ. vậy thôi bây giờ em sẽ xin tóm tắt video như vậy ha dạ. Yeah. à anh nói nãy anh nên nhiêu tuổi nè à, năm nay là 59 tuổi tuổi Bính Ngọ à, anh 59 tuổi 59 tuổi tuổi Bính Ngọ Điều rồi thì như vậy đi anh Dương năm nay được 59 tuổi à, anh Trung anh Trung Trần Việt Trung dạ. quê ở Bạc Liêu chia tay bà xã cách đây cũng đã mấy năm rồi năm sáu năm rồi nhưng mà chưa có tìm được một người nào để thích hợp để đến tiến tới hôn nhân đúng rồi thì hiện tại anh cũng đã có năm người con Dạ. Yeah. và con của anh cũng đã có gia đình nó ở ổn định hết rồi Dạ yeah thì hồi đó anh có nhà cửa ổn định nhưng mà anh ra đi anh để lại cho vợ hết ừ. thì hôm nay tình cờ xem video thấy được chị Trinh ở bên Mỹ đúng rồi à muốn kết duyên với chị ừ. thì Đứa nãy giờ tâm, hòa tư, với nhau. tâm tư của anh chung đây ừ. đã gỡ hết cho chị Trinh đó ừ. thì nếu mà chị có xem được video này mà chị có đồng cảm với anh thì cứ báo cho em em sẽ cho số điện hai người tìm hiểu nhau hết chị yeah. trinh, dạ. thì theo em được biết nãy giờ những gì của anh nói rất là thật, ừ, yeah. có bao nhiêu tâm tư của anh đã đổ vô đây hết, đổ vô hình video đây hết đó chị trinh ơi. rồi anh có muốn bày tỏ thêm chút đỉnh gì nữa không? Ừ, nói ngay lướt trên kênh thì thấy cô trinh nói ra điều gì thì lòng tôi đã chấp nhận, đã yeah. quyết định đã xác định rõ ràng cụ thể đây là như ký nguyện của mình hòa hợp vào tiếng nói và những cái 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 hữu chỉ mạnh mẽ như sao hay là à, cái cái gương mặt à, anh cũng nói lên đây à, trên à, cộng đồng mạng chắc có lẽ là bao nhiêu người và tất cả mọi miền ai cũng biết nói ngay anh cô tôi giờ ra thì anh có cô đơn lắm buồn tủi lắm anh muốn đón nhận một người nào sự thật yêu thương nhưng mà anh cũng lên nhiều nước clip rồi nhưng anh chưa thấy được cái niềm tin và hạnh phúc bên nhau anh chỉ thấy gương mặt em là sự thật mạnh mẽ và nói chuyện rõ gàng cụ thể anh thích em và đồng cảm với cái lứa tuổi à, nhất gái lớn hai nhì trai lớn một em 61 anh 59 anh là bính ngọ đó sự thật đó anh thấy cái hòa hợp giữa cái tiếng nói và cái cử chỉ con người có đạo đức nên anh ghi nhận mãi mãi bên em suốt đời và có chánh quyền chứng nhận anh em chứng nhận dòng họ phải có đám tuyệt nhỏ lớn gì cũng phải có một đám nhỏ để là cho anh em dòng họ ghi nhận mãi mãi bên nhau mong em thông cảm nếu có nghĩa tình ghi nhận cùng bên anh thì hãy về bên anh anh rất cảm ơn rồi rồi bây giờ anh đi như uh, giả tỷ chỉ chinh đến với anh mà kêu anh làm một cái tấm cưới rồi sau à, được cái đó là cái niềm tin và hạnh phúc bên nhau À, mình mằn bảo vệ hồi đó giờ mình có dư được nó à nói không? ngay cũng đủ sống <laughs> cũng đủ sống bản thân được cũng chút đỉnh được chứ không có nhiều nếu bảo không, vệ mà nếu không, không có, có nhiều, nhiều rồi mình tổ chức đám cưới nè chắc có lẽ được không sao <laughs> dạ à. không Đúng mà không? theo em nghĩ chị trinh có tiền mình có thể kêu chỉ phụ và giờ dẫn cái hết. đó theo ý kiến gặp gỡ sao đi dạ. chứ bây giờ cái gì mình nói sự thật đi đó. Rồi. thì cái gì trên ơi cái gì gặp gỡ đi rồi mình muốn bàn gì thì mình đến sao chứ trên cộng đồng mạng này mình tỏ bài quá thì cũng cháu kéo dài thời gian em mong em thông cảm gặp gỡ đi rồi bàn sao theo ý kiến của em như thế nào à. thì anh cũng nhất trí như phần đó bởi vì hòa hợp tiếng nói mới hòa thuận được cái nghĩa tình bên nhau vợ chồng đó em mong em thông cảm dạy viết cho anh em cứ lướt lên em nhìn thấy đi thì hình dáng anh vậy đó bài tỏ hết rồi đó Thật gì đó. vậy đó Vậy thôi bây giờ nãy giờ những gì anh đã bài tỏ Anh cũng bài tỏ rồi rồi Thì uh, anh em mình sẽ kết thúc video tại đây ha Rồi anh... Trước thì uh, xin uh, chào uh, cộng đồng mạng Và tất cả anh em Ở uh, miền xa trong uh, tổ quốc Việt Nam mình Sau đây uh, chúc Gia đình chú mạnh vẻ Vui vẻ và hạnh phúc là làm ăn phát triển và thành đạt nhiều hơn nha dạ anh chung dạ, nãy cảm giờ ơn. nãy giờ những gì anh nói là có sự thật hay không à, dạ đó là nói là mình là chứng minh tự đáy lòng mình nói ra là sự thật nếu trong cái phần nói này nếu điều gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật gõ gàng cụ thể anh có cho phép em sử dụng hình ảnh của anh bên bản xã dạ, hội không dạ đồng ý và nhất trí sau này bản thân của anh hoặc con của anh không có quyền của em phải gỡ video này xuống anh à nếu sau này sẽ có chuyện gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật dạ rồi em dạ. cảm ơn anh và ừ. dạ. hữu cảnh cũng xin chúc cho cô chú gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và dạ, em cũng xin chúc cho anh sớm tìm được ý chí nhân của mình ha dạ dạ cảm ơn dạ. À, mong chú uh, kết nối dùm cô trinh tôi rất cảm ơn nhiều nha dạ dạ, dạ hẹn một ngày nào gặp lại nha ông mai Rồi, chào anh à. À, ok nha à.